Như anh em đã biết, sự uy tín của hai dân tộc bọn tôi là một chiếc ghế bởi nó không phải bàn. Và hôm nay bọn tôi tiếp tục chiêu đãi anh em các món ngon chuẩn nhà hàng 5 sao của series Overlord như lời hứa của một người đàn ông, đặc biệt là lần này trọn vẹn luôn không dừng nữa. Hứa tập 2, mời các ông ngồi ngay ngắn để hai dân tộc lạnh, à không, ý tôi là mang món lên nha. Hãy cùng nhau tiếp tục phần kết chiêu 1 volume 12 với trọng tâm là cuộc chiến giữa Zadabaoth và quân chủ lực Bắc Thánh Quốc thôi. Tin nghe như xét đánh ngang tai, Santa, à nhầm, Satan is coming to town baby. Kế hoạch của họ hoàn toàn đổ bể. Cao Ca nhanh chóng ra lệnh tập hợp lực lượng để đối phó với quỷ đế lẫn đội quân Á Nhân. Đột nhiên cô nghĩ, liệu cảm giác tự tin có thể chiến thắng hắn là một sai lầm? Thực sự thì họ không có nhiều thông tin về hắn ta. Cô liền rơi vào trầm tư với những lời như, có nên rút lui hay không? Không thể được. Nếu không phải hôm nay thì là khi nào? Đây là cơ hội tốt nhất để họ có thể đối mặt với chỉ huy địch bằng lực lượng mạnh nhất. Nếu rút lui, đất nước sẽ chịu thêm nhiều tổn thất hơn, càng về lâu về dài thiệt hại sẽ càng lớn, thêm nhiều người dân sẽ phải chịu khổ. Remedios đồng tình với ý kiến đó và hừng hực khí thế. Thủ lĩnh hội Paladin cho rằng Zadabaoth đã quá tự mãn khi không đi cùng đội quân Á Nhân, cô sẽ khiến hắn phải trả giá. Cao Ca như thường lệ nhắc nhở Remedios không được chủ quan. Tình huống quá bất ngờ nên giờ Cao Ca cần thời gian để tập hợp binh lực, do đó Remedios sẽ cử một nhóm lính đến chỗ quỷ đế để câu giờ. Biết là vào chỗ vô cùng nguy hiểm, nhưng chắc chắn không một ai trong số họ lùi bước, bởi họ chưa biết rằng kẻ chờ đợi họ phía trước còn đáng sợ hơn thần chết. Cao Ca và chị em nhà Custodio nhanh chóng chia ra để tập hợp lực lượng bao vây vị trí của Zadabaoth, tránh đi chung rồi chết chùm bởi ma pháp hắn đã dùng để phá thành. Ma pháp đó vẫn là một câu hỏi lớn với họ, liệu Zadabaoth có thể dùng nó nữa không? Nếu có, tại sao hắn chưa sử dụng? Remedios cùng các Paladin và Priest đi trước để trinh sát. Họ hẹn rằng khi tập hợp đầy đủ lực lượng thì sẽ hợp công tiêu diệt Zadabaoth. Trên đường đi, Remedios gặp một vài con quỷ lâu la và dễ dàng hạ gục chúng. Nhưng trước đó, nhiều người đã bị thương hoặc thậm chí bị giết khi đối mặt với lũ quỷ. Cô ra lệnh cho Caprice chữa trị cho những người lính đang nguy cấp, đủ để họ có thể tự rút lui. Cấp dưới không đồng tình do điều này sẽ làm giảm sức mạnh của họ trước khi chạm trán quỷ đế. Tuy nhiên, Remedios sẽ không bỏ mặc những người dũng cảm đứng ra bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tất cả mọi người là chính nghĩa cô theo đuổi. Remedios tới điểm tập kết trước và để lại tín hiệu thông báo. Độ nguy hiểm của chiến dịch lần này không cho phép cô chủ quan xông pha một mình. Remedios cần đợi Cao Ca và đội cận vệ, Kelat và quân đội nhà thờ cùng các Paladin và mạo hiểm giả. Tổng cộng có khoảng 500 Paladin. Phần lớn trong số họ có thể tiêu diệt 20 quái vật cùng lúc và trong số đó còn có những người đủ sức cân cả 60 con quái vật. Lực lượng chính của Remedios được tạo thành từ 25 chiến binh còn ưu tú hơn thế. Quái vật ở đây có lẽ là nhắc đến các Á Nhân thông thường. Ngoài ra còn có 300 Paladin khác bảo vệ tường thành, ngăn bước tiến của đội quân Á Nhân để họ có thể tập trung chiến đấu với Zadabaoth. Theo họ biết, thì quỷ đế vẫn ở quảng trường nơi hắn xuất hiện, không có tin tức gửi về từ đội quân tiên phong, tức là họ đã bị quét sạch. Remedios cho rằng đối thủ là một kẻ tự tin và ngạo mạn, nhưng cấp dưới nhắc nhở cô rằng bọn họ mới là những kẻ bị hắn cầm chân tại đây. Trong khi đội quân Á Nhân có thể dễ thở hơn trong việc tấn công những nơi khác, đối phương là một kẻ thông minh và xảo quyệt. Nhận thấy tín hiệu từ đội Priest và mạo hiểm giả, đội Paladin bắt đầu thi triển ma pháp cường hóa và bảo vệ, rồi Remedios ra lệnh, được rồi đi thôi, các đồng chí lên đổ. Bọn họ nhanh chóng đến quảng trường, nơi đang bị nhuốm đỏ bởi máu và xác thịt, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Mỗi bước đi của các Paladin đều kèm theo tiếng lẹp bẹp do dẫm lên máu thịt và nội tạng. Tuy nhiên, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đeo mặt nạ, đặc biệt là một chiếc đuôi kim loại chứng tỏ hắn không phải con người. Sinh vật đó trùng khớp với những mô tả về Zadabaoth. Remedios lên tiếng xác nhận danh tính đối phương nhưng cô không để cho hắn kịp trả lời hết câu, đã áp sát và tấn công. Chiến binh mạnh nhất Thánh Quốc dồn hết sự cuồng nộ trong từng đòn đánh phủ đầu. Tuy nhiên, quỷ đế dễ dàng né tránh tất cả như đang đùa giỡn với một đứa trẻ. Remedios ngay lập tức hạ lệnh cấp dưới phải cảnh giác và thiết lập đội hình bởi đối thủ của họ rất mạnh. Zadabaoth chế giễu đối thủ chưa kịp nói chuyện đã hung hăng xông vào mình như một con bò tót trong khi đang mặc trên mình một bộ đồ đỏ. Nhưng Remedios không bị khiêu khích bởi câu nói đó. Nói thật chứ so sánh như vậy thì là hạ thấp con bò rồi. Đúng lúc này thì Cao Ca và Kelat xuất hiện từ phía bên kia quảng trường. Bọn họ đã hợp vây Zadabaoth lại ở giữa. Con quỷ ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía họ để lộ toàn bộ phần lưng không phòng bị về phía Remedios. Cô ấy không vội tấn công vì bản năng mách bảo cô đó là cái bẫy. Remedios cảnh báo về sức mạnh khủng bố của con quỷ, nhưng hai cô gái kia vẫn tự tin tiến lên. Họ muốn hợp sức cùng Remedios để hạ Zadabaoth. Cao Ca nói chuyện với đối thủ nhằm câu giờ, trong khi Kelat đằng sau bí mật thi triển ma pháp buff cho Remedios. Thái độ thong dong điềm tĩnh của quỷ đế trong khi xác nhận lại thân phận của Cao Ca khiến thủ lĩnh hội Paladin phát cáu, nhưng sức mạnh cũng bắt đầu sụp sôi trong con người cô, giờ cô tự tin có thể hạ được hắn. Zadabaoth thừa biết rằng đối thủ muốn câu giờ, nhưng hắn là một kẻ rộng lượng nên không sao, cứ chuẩn bị đến khi nào tùy thích, con mồi càng dễ dụa thì hắn càng phấn khích. Remedios nóng lòng muốn được lấy đầu Zadabaoth, nhưng Cao Ca lại yêu cầu cô bình tĩnh để họ có thể thu thập thêm thông tin từ con quỷ. Nhưng trong mắt Remedios, quỷ dữ là loài dối trá, nói chuyện với chúng chỉ phí lời, chỉ có đơn giản là tấn công và tiêu diệt chúng.
Cao Ca dò hỏi mục đích của Jedha Baoth, hắn muốn gì ở đất nước này, liệu hôm nay hắn đến một mình có mục đích gì, nhưng quỷ đế xác nhận lại hắn không muốn đàm phán khiến Cao Ca ngạc nhiên và thất vọng. Jedha Baoth tuyên bố hai lý do hắn đích thân đến đây, thứ nhất là để tận tay bón hành cho Thánh Quốc, khắc sâu nỗi tuyệt vọng vào tâm trí họ, thứ hai là để tránh mắc sai lầm như ở Vương quốc Riestheis, nơi hắn đụng độ một chiến binh đáng gờm, thế nên hắn đến trước để xác minh thực lực đối thủ. Lý do thứ nhất là chính xác, còn lý do thứ hai, Demius thừa biết về sức mạnh quân sự của Thánh Quốc, anh chỉ muốn nhắc cho họ biết là Vương quốc tồn tại một kẻ mạnh ngang ngửa với anh, kiểu như vẽ đường cho hươu chạy, lùa con mồi vào bẫy. Remedios càng thêm tức giận khi sức mạnh của mình bị coi thường. Biết rằng không thể đàm phán được nữa, Cao Ca ra lệnh cho các thiên sứ được bí mật triệu hồi trước đó xông lên. Remedios chỉ chờ có thế, cố kích hoạt sức mạnh thành thánh kiếm của mình và lao thẳng tới đối thủ. Ngay trong khoảnh khắc đó, năm mạo hiểm giả bất chợt xuất hiện sau lưng Jedha Baoth. Họ đã dùng phép tàng hình để tiếp cận hắn, tuy nhiên khi đến gần, họ bất chợt bị hiện thân. Jedha Baoth không có chút phản ứng nào khiến Remedios suýt chút nữa tin rằng đối thủ trước mắt chỉ là ảo ảnh hoặc phân thân. Những mạo hiểm giả cũng có vẻ bị sốc, họ vội vàng hốt hoảng chém về phía Jedha Baoth. Thời khắc họ chuẩn bị chém chúng, sau lưng con quỷ bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh đen xuyên thủng cơ thể các mạo hiểm giả. Với chút hơi tàn cuối cùng, họ cố chém quỷ đế một nhát cuối cùng nhưng hắn không hề xê sát chút nào. Remedios xông tới, Jedha Baoth dùng đôi cánh cử động như những chiếc xúc tu, ném xác mạo hiểm giả về phía cô, nhưng đội trưởng không có ý định chùn bước, cô gạt văng xác họ sang một bên. Sau đó cô kích hoạt võ kỹ đâm tới một nhát, thanh kiếm nhắm thẳng tới cổ họng quỷ đế nhưng đột nhiên bị chặn lại bởi một bộ vóng vuốt bất ngờ xuất hiện. Remedios giải phóng năng lượng thần thánh trong thánh kiếm, hy vọng gây ra sát thương cho đối thủ và kích động sĩ khí quân mình. Các thiên sứ cũng bay vào hỗ trợ, nhưng Remedios cảm nhận được rằng với đối thủ mạnh như này thì chúng vô dụng, chỉ cản trở đòn tấn công vào tầm nhìn của cô. Cao Cao và Kelat từ xa sử dụng ma pháp cấu rỉa từ xa, nhưng Zamba may cái ma pháp bậc 4 làm sao có thể ảnh hưởng tới NPC cấp 100, nghĩa là họ chỉ còn có thể tấn công trực diện với con quỷ. Hơn 20 thiên sứ vây kín quỷ đế nhưng không thể tấn công chúng hắn lấy một đòn. Jedha Baoth chỉ thản nhiên, có các thiên sứ như ruồi muỗi vo ve phiền phức. Hết cách, các thiên sứ được ra lệnh dùng tay giữ lấy cơ thể đối thủ. Lúc này, Jedha Baoth cảm thấy bực đám rùa nhặng bẩn thỉu dám bù lên người mình. Hắn chuyển sang tấn công, một đòn quét móng khiến một loạt thiên sứ tan biến, nhưng các thiên sứ khác ngay lập tức được triệu hồi thêm và điền vào chỗ trống như một đội cảm tử. Trong lúc chuyển sang tấn công, Jedha Baoth đã lộ ra sơ hở trong phòng ngự. Với bản năng chiến đấu nhạy bén, Remedios ngay lập tức chớp lấy cơ hội, cô dồn toàn lực kích hoạt tuyệt chiêu mạnh thứ hai của mình, nhắm thẳng vào con quỷ. Chúng phải chiêu đó, quỷ đế bị hất văng đi, đâm sầm vào một tòa nhà phía bên kia quảng trường. Đội quân Thánh Quốc hò reo ăn mừng vì họ thấy được tia hy vọng chiến thắng, chỉ riêng có chủ nhân của đòn đánh đó là còn hoài nghi. Cô biết đòn đánh của mình không thể gây ra tác động mạnh như vậy được, và Remedios đã đúng. Demius đã chủ động để hở sườn dụ cô ấy tấn công, sau đó vừa bị trúng đòn rồi thuận đà bay đi để sử dụng kế ve sầu thoát xác. Chúng ta đều biết Demius không phải một thủ vệ tầng mạnh hàng đầu, anh cũng không thuần về class chiến binh, tuy nhiên cận chiến vẫn là phong cách chiến đấu chủ đạo khi solo nên không thể xem thường anh. Một đám những kẻ địch loanh quanh level 30 trở xuống không đủ để gây khó khăn cho anh được. Remedios đã tạo cơ hội cho Jedha Baoth thoát khỏi vòng vây và lẩn trốn trong tòa nhà. Cao Cao hỏi Remedios tiếp theo họ cần làm gì. Chiến trường là nơi duy nhất Thánh Hậu cần tham khảo ý kiến của bạn mình. Đội trưởng ngay lập tức hạ lệnh cho cấp dưới phá hủy tòa nhà đó mà không tiếp cận nó. Nhưng Priest theo lệnh liên tục sử dụng ma pháp tấn công tầm xa, ngôi nhà nhanh chóng bị đánh sập. Remedios nhìn vào thanh kiếm không vấy máu sau đòn đánh trước đó, bản thân cô cũng có thể sống sót trong đống đổ nát kia, vậy thì Jedha Baoth cũng có thể bình an vô sự. Tại sao hắn chưa chịu chui ra, hay hắn đã dịch chuyển đi chỗ khác? Cao Cao và Kelat tiếp tục hỏi ý kiến của Remedios, họ định sử dụng nghi thức thánh hỏa để nướng chín con quỷ. Tuy nhiên trước khi họ kịp bắt đầu, bất ngờ giọng Jedha Baoth vang lên từ trong đống đổ nát. Quân đội Thánh Quốc ngay lập tức tái lập đội hình. Một sinh vật có ngoại hình cực cháy theo đúng nghĩa đen xuất hiện từ đống gạch vụn. Đôi cánh rực lửa cùng ngọn lửa lớn hừng hực cháy ở đuôi, cơ thể đồ sộ với những cửa bắp cuồn cuộn. Vẻ lịch lãm của hắn đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô cùng nham hiểm, kèm theo sự thịnh nộ. Hắn có ngoại hình hoàn toàn khác so với Jedha Baoth mà họ vừa đối mặt, nhưng họ vẫn muốn tin đó là chân thể của Jedha Baoth, bởi nếu con quỷ trước mặt không phải quỷ đế thì rắc rối nhân đôi rồi. Con quỷ đó là Evil Lord Wrath, không phải Evil Lord Wrath tại tầng 7 Nazarick, mà chỉ là một tay sai vừa được Demius triệu hồi trước đó bằng kỹ năng đặc biệt của mình. Nhiệm vụ lần này của hắn là làm diễn viên, hắn sẽ sắm vai chân thể Jedha Baoth từ giờ cho tới hết arc Thánh Quốc, nên từ giờ đến hết arc này, nhắc đến Jedha Baoth nghĩa là nhắc đến Evil Lord Wrath. Còn Demius thì đã nhẹ nhàng dịch chuyển đi nơi khác khi Evil Lord Wrath dịch chuyển đến. Nghề diễn viên ở Nazarick phải nói là đứng đầu của sự phát triển. Có thể nói diễn viên là vua của các nghề, vừa có tiền vừa có quyền lại được xã hội trọng vọng. Thằng em tôi học bách khoa cơ khí, sinh năm 96, lạc đề rồi, quay xe lại thôi. Tuy chưa kịp tham gia đào tạo khóa diễn xuất nào, nhưng với việc xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh Nazarick danh giá, đệ của đạo diễn xuất sắc thứ hai là Demius, sau này còn diễn ở bên cạnh những diễn viên hạng S như đấng, Evil Lord Wrath đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, tôi sẽ trao cho hắn giải diễn viên đóng thế xuất sắc thứ hai. Thứ nhất là ai, đố anh em đoán được, hôm nay chỉ là buổi diễn mở màn thôi, phim hay còn dài. Remedios không chần chừ lâu, lệnh cho Caprice điều khiển thiên sứ lao lên tấn công Jedha Baoth mới. Hắn tuyên bố giờ trời đã hết, Serious Mode on.
Bằng một tốc độ không tưởng mà Paladin mạnh nhất tại đây cũng không theo kịp được. Quỷ đế nắm bàn tay đỏ rực như dung nham, tung ra cú đấm nghiêm túc từng làm thủng bụng Ace, ấy chết em anime, đấm tan đội quân thiên sứ. Remedios tỏ ra sợ hãi hơn bao giờ hết. Liệu cô có cửa thắng không? Không. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó. Tất cả những gì cô có thể làm là tin vào thanh kiếm của mình, tin vào sức mạnh tình bạn. Remedios hét lớn để xua tan nỗi sợ. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cô lao đến dùng hết sức bình sinh chém Jadabaoth một nhát. Lần này hắn còn chẳng thèm đỡ đòn, nhưng thanh kiếm sau khi chém trúng quỷ đế bị bật ngược trở lại trong sự ngỡ ngàng từ chủ nhân của nó. Thanh kiếm làm từ thứ kim loại bí ẩn mạnh hơn cả Adamantit, vậy mà không thể gây lên một vết xước cho con quỷ kia. Thậm chí Jadabaoth còn không thèm nhìn Remedios. Hắn lẩm bẩm, thật phiền phức khi phải đối phó với các ngươi bằng tay không. Không, có một vũ khí tuyệt vời đằng kia. Remedios lạnh hết sống lưng khi nhìn nơi quỷ đế đang hướng tới. Hắn nhắm đến chỗ của Kauka và Kelat. Jadabaoth bước tới chỗ Kauka, đồng thời dùng cơ thể huých nhẹ vào Remedios đang cản đường hắn. Hắn còn coi Paladin mạnh nhất không bằng con kiến, không đáng để dẫm lên. Remedios lúc này cảm xúc rối bời, cô sợ hãi, tức giận, đau khổ và tuyệt vọng. Cô hét lên cảnh báo thánh hậu và em gái đã thành mục tiêu của hắn, họ cần rời đi ngay lập tức, trong khi cô ấy cùng các thiên sứ điên cuồng tấn công vào sau lưng Jadabaoth. Các Paladin và Priest cũng cố gắng tham gia cản bước Jadabaoth, nhưng hắn không chậm lại một bước. Trừ Remedios, những người tiếp cận gần hắn đều bị ngọn lửa từ cơ thể hắn thiêu đốt. Việc hắn không tỏ ra muốn tấn công khiến tất cả ngày càng thấy tuyệt vọng. Làm sao mà mạo hiểm giả vương quốc có thể đẩy lùi hắn cơ chứ? Cô đâu thua kém gì mạo hiểm giả cấp Adamantit đâu chứ? Remedios vốn nhẹ bén trên chiến trường giờ không thể nghĩ được gì nữa. Cô có thể chết cũng được, nhưng thánh hậu hoặc em gái cô cần phải sống. Như thế, họ có thể cố gắng thu lượm xác những còn lại để hồi sinh. Nếu cả hai chết thì mọi chuyện sẽ hết. Kauka và Kelat chắc cũng hiểu tình thế hiện tại. Họ giờ mới bắt đầu co giò chạy, hành động chính xác nhưng muộn màng. Greater Teleportation. Sau khi thi triển ma pháp đó, Jadabaoth bỗng nhiên biến mất trước mặt Remedios, khiến cô hướng tay khi chém vào không khí. Ngay lập tức, cô nhìn về hướng tiếng thét vừa vang lên của một người quen thuộc, đó là Kauka. Cô ấy đã bị Jadabaoth bắt. Remedios không còn tâm trí để nghĩ tới an nguy của em gái mình. Những người xung quanh bảo vệ thánh hậu đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của con quỷ. Bàn tay rực lửa khổng lồ của quỷ đế cầm vào một bên chân thánh hậu dốc ngược lên. Tiếng xèo xèo của da thịt bị cháy phát ra từ bên trong bộ giáp của cô gái tội nghiệp. Khuôn mặt được mệnh danh là quốc bảo của thánh quốc giờ đây nhăn nhó méo mó trong đau đớn tột cùng. Chỉ cần thánh hậu chưa chết, nếu họ cứu được cô ấy từ tay con quỷ thì vẫn có thể chữa trị được. Nhưng cứu thế nào thì thủ lĩnh hội Paladin lại không biết. Cô chỉ biết chửi rủa con quỷ khốn nạn dám bắt con tin. Lúc này Jadabaoth mới vừa ve vẩy cơ thể cao cả vừa cười cợt. Quả là một vũ khí tuyệt vời. Ngay từ khi ta thấy nó, ta đã biết là một vũ khí tốt. Kauka bị hắn vùng vẩy qua lại gãy cả xương, tâm trí cô trở nên điên dại vì đau đớn. Ban đầu, Remedios nghĩ thứ vũ khí quỷ đế nhắm tới là thanh kiếm của cô. Giờ cô mới kinh hãi tột độ khi nghĩ đến hắn ta định dùng thánh hậu làm vũ khí. Một nụ cười nham hiểm và đầy phẫn nộ, Jadabaoth tiến về phía Remedios và nói, đến lượt ta, hắn muốn test vũ khí mới của mình mới tậu được. Đúng là vũ khí này cũng khá xịn sò, với hiệu ứng chính gây 100% emotional damage lên nhân loại, 300% lên con dân thánh quốc và 1000% sau mỗi lần được sử dụng. Tuy nhiên, món vũ khí này cũng có điểm yếu, đó là ban đầu khá ổn, độ bền kém sau này khó bảo trì. Remedios luống cuống nhìn Jadabaoth cầm thứ vũ khí mới tiến tới, chút hy vọng le lói được thắp lên khi cô thấy Kelat vẫn còn đang nằm thoi thóp mà chưa hy sinh, nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt khi đội phó ra lệnh rút quân. Jadabaoth không để họ rút dễ dàng như vậy, hắn có phải test vũ khí mới chứ. Quỷ đế tung ra Fireball về phía các Paladin đang rút chạy khiến họ ngập trong lửa. Kauka lúc này còn chút sức tàn lực kiệt, dễ dụa trong đau đớn. Thấy vũ khí mới hơi khó cầm, Jadabaoth liền vung lên, đập nó xuống đất. Sau cú đập, khuôn mặt của Kauka không được bảo vệ bởi giáp trụ là nơi tiếp xúc trực tiếp với nền đất. Giờ đây be bét máu, cô ấy không còn chút cử động nào nữa. Jadabaoth tỏ ra khoái trá. Một Paladin không kiềm chế được sự tức giận lao đến hòng cứu thánh hậu. Remedios định ngăn lại nhưng quá muộn. Bang một tiếng, Jadabaoth với tốc độ kinh hoàng dùng vũ khí mới đập thẳng vào người lính đang lao tới. Anh ta bị thổi bay với bộ giáp bị hư hỏng nặng. Không phải nói thêm về độ mạnh của cú va chạm đó, Remedios giờ không thể rời mắt khỏi Kauka, nhưng càng nhìn lại càng đau lòng. Thánh hậu giờ đã bất tỉnh nên không thể niệm phép phòng thủ. Xác thịt con người trước mặt Remedios giờ đây mỏng manh hơn bao giờ hết. Đội trưởng liên tục thúc giục cấp dưới của mình nghĩ cách, nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài rút lui. Và kẻ bướng bỉnh như Remedios chắc chắn sẽ không nghe theo điều đó. Bên Thánh Quốc chưa gõ GGWP, nhưng Jadabaoth quyết định endgame. Sau đây đội quân khát máu dưới trướng sẽ gieo rắc nốt sự thống khổ lên đất nước này. Remedios không cho phép hắn làm điều đó nhưng cô lại không đủ khả năng đáp trụ. Cô giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể bất lực đón nhận kết cục đã an bài. Quỷ đế tuyên bố gửi cho họ một món quà từ các vì sao mang tên Kimi no Na wa. Từ trên trời, một ngôi sao rực sáng hướng thẳng về phía Kalinsha.
Cuộc chiến chính tại Kalisha đến đây là kết thúc. Đội quân Á nhân tràn tới thu dọn tàn cục, Kalisha thất thủ, Thánh quốc rút quân, mở ra một thời kỳ đen tối cho người dân Bắc Thánh quốc. Ván cờ lớn coi như khai cuộc đã xong, kết cục thì chắc ai cũng đoán được rồi. Nhưng những diễn biến hấp dẫn vẫn còn chờ đợi ở phía trước. Các ông biết phải làm gì rồi đấy. Click ngay vào like, subscribe và bật chuông thông báo để đón chờ những video chất lượng hay ho về Overlord cũng như các series anime khác trên kênh 2D tổng của bọn tôi nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các anh em. See ya! Hàng mới anh em ơi, móc khóa Ensama và Abedo đã lên kệ theo đúng ý của nhiều anh em inbox yêu cầu nha. Anh em fan Overlord tay đâu, hụt lẹ đi thôi, đợi gì nữa, móc khóa siêu to siêu đẹp, nó cứ phải gọi là chất như nước cất luôn. 2D Tổng Shop chất lượng, nhiệt tình, uy tín, chào đón các bạn.